10 năm trước, tôi cất bước rời Việt Nam đi học ở nước ngoài. Lúc đó, trong tay tôi có 50 đô la tiền mặt, không thẻ tín dụng hay nguồn tiền gì khác, một cặp giấy tờ và một chiếc máy nghe nhạc số Walkman phát bài Một Cõi Đi Về khi máy bay cất cánh. Lúc đó tôi 20 tuổi, là lần thứ hai được bay trong đời. Tôi không ngờ mình có ngày ngồi viết những dòng này ở Mountain View. Nhìn lại, tôi nghĩ mình quá ư may mắn, không mong ước gì hơn. Mấy tháng trước, khi còn viết luận án, tôi ở nhờ nhà một người bạn thuê phòng cạnh một con suối. Mỗi ngày trong tuần lúc nào viết chán, tôi đều ra ngoài ngắm nhìn dòng suối đó. 7 ngày đó, 3 ngày cảm thấy dòng suối hiền hòa, 4 ngày còn lại sao thấy dòng nước dữ tợn quá. Khi tôi đi cắt tóc, chị tự hỏi em làm sao lại sang bên này. Tôi nói tôi là du học sinh. Chị ấy nói, thế thì chắc nhà giàu lắm nhỉ. Tôi không trả lời câu đó, nhưng nói bố mẹ em đều là nhà giáo. Mẹ tôi là giáo viên cấp 2 dạy môn phụ ở trường làng. Bố tôi dạy đại học. Nhiều năm ông hướng dẫn sinh viên năm cuối. Đến ngày sinh viên sắp bảo vệ, ông thường được sinh viên, nhiều khi là cả phụ huynh nữa, đến thăm nhà. Sinh viên nào càng ít đến hỏi thầy đồ án trong năm thì càng chăm đến thăm thầy ngày sắp bảo vệ. Thường sinh viên nào mang bó hoa hay chai rượu mà đi cùng với phụ huynh là có một chiếc phong bì giấu ở đâu đó. Và màn tiếp theo là màn từ chối. Có những phụ huynh bố tôi phải kỳ kèo 30 phút mới chịu mang phong bì đi về. Cho đến khi tôi đi, bố tôi vẫn có nghề làm thêm với một số người cộng sự và anh trai. Ông làm những chiếc nhà từ giấy bìa, hay người ta gọi là mô hình kiến trúc. Công việc không nặng nhọc, chỉ cần ông thức đêm nhiều. Hôm nào bố tôi và anh cũng thức đến 1:30 sáng để làm. Mẹ tôi thường tới khi đó cũng mới đi ngủ, nhưng thường cắm nồi cháo để ai thức thì ăn. Tôi thi vào đại học ở Việt Nam như tất cả mọi người bình thường khác thời đó. Hồi đó tôi mong vào làm bảo mật nên chọn thi khoa an toàn thông tin trường mật mã. Lúc đó đậu đại học là một giấc mơ, nhưng giấc mơ đó không tồn tại được bao lâu. Vào đại học tôi không thấy bất cứ hứng thú gì. Tôi học một học kỳ, tới khi đi thi thì bị đuổi khỏi phòng môn tin học căn bản vì ra khỏi chỗ nộp bài khi chưa được cho phép. Lúc đó tôi lên mạng, thế nào lại gặp được một người tên là Gấu chơi cùng diễn đàn. Anh ấy bảo sẵn sàng giúp tài liệu để học mà ra nước ngoài. Tôi bảo nhà không có tiền. Anh bảo cứ vào trường lớn, thế nào cũng có học bổng. 3 năm cấp 3 tôi học toán lý hóa để thi đại học, không học tiếng Anh gì cả. Tất cả những gì tôi biết về tiếng Anh đều do học cấp 2. Tôi thi chật vật lắm mới được 98 điểm TOEFL, nói 13/30 và 450/800 sát từ vựng. Anh Gấu viết thư bảo thế này thì thấp quá, nhưng cứ nộp đơn đi. Tôi không có hồi âm gì từ trường tốt mà anh Gấu giới thiệu. Thế nên sau 1,5 năm thì tôi nhắm mắt và làm liều vào một ngôi trường nhỏ ở một nơi hẻo lánh nước Mỹ do bạn giới thiệu. Học phí học kỳ đầu tiên cả ăn cả ở là 8.000 đô la Mỹ. Và dĩ nhiên tôi có mang theo 50 đô la dự phòng như đã nói ở trên. Tôi đi học với hy vọng 4 năm sau sẽ có bằng quản trị kinh doanh trở về. Tôi nghĩ bố mẹ tôi cả gia sản có không nhiều hơn 15.000 đô la lúc bấy giờ. Tôi đi không biết làm cách nào để mình trụ lại được 1 năm với mức học phí đó. Tôi đến đó vào một trong những ngày đầu tiên của năm 2008, thấy tuyết rơi lất phất. Tôi kiểm tra thư thì thấy thư hồi đáp từ ông giáo sư trường tốt, bảo là thư hồi âm của ông ấy bị lỗi không gửi được tới tôi. Bố và anh tôi vẫn ở nhà ngồi cắt mô hình giấy tới 1:30 sáng, mẹ tôi vẫn cắm nồi cháo cho cả nhà. Sau 3 tháng, tôi được nhận vào làm một việc trong trường, công việc trông máy tính ở thư viện. Thư viện tới 2 giờ sáng thì đóng cửa, có hôm tôi phải trực từ 6 giờ tối tới 2 giờ sáng. Tôi tan lớp cuối cùng lúc 5:30, không ăn uống gì cả tới thư viện làm luôn. 2 giờ sáng tôi quốc bộ về phòng trong ký túc xá dưới trời tuyết, nhiệt độ âm 10 độ. Tôi có két xá xị, khẽ mở ra uống để chống đói vì không muốn đánh thức bạn dậy. Thức uống có ga uống lúc đói đắng ngắt. Tôi không ngờ cuộc sống lại khắc nghiệt một cách khủng khiếp đến vậy. Nhưng tôi có tiền. Tôi làm 20 tiếng một tuần, đủ để trả tất cả chi phí ăn ở của mình. Hè tôi được làm 40 tiếng một tuần. Thế là 3 tháng làm hè tôi để dành được 2.000 đô, được một nửa học phí khoảng 4.000 đô. Còn ăn thì ở ngoài nên rẻ hơn nhiều. Tôi xin thêm khoản tối thiểu để đóng học. Những năm về sau này, chị sếp của tôi có xin cho tôi mức lương đặc biệt 10 đô la một giờ và có nói với tôi một điều kiện là tuyệt đối không cho ai biết. Như vậy 40 tiếng một tuần, mỗi tháng 1.600 đô, 3 tháng hè là được gần 5.000 đô. Tôi đi làm hè thì đủ tiền đóng học phí, có khi còn dư ra mua được cái máy ảnh hay điện thoại second hand gì đó. 3,5 năm tôi không về nhà, bà ngoại tôi mất khi tôi còn đang học. Tôi không về được để dự đám cưới anh ruột. Tôi cũng không thảo luận gì về khả năng về đám cưới anh với gia đình. Không ai muốn nói động đến cái mình không thể làm được. Khủng hoảng kinh tế làm cho nhiều doanh nghiệp khốn đốn. Anh tôi không duy trì được doanh nghiệp của gia đình. Gia đình tôi có nhiều mâu thuẫn, tôi cũng không giúp gì được. Trong nhiều năm liền, mỗi tuần tôi gọi điện về nhà một lần. Mỗi lần nói chuyện, mẹ tôi đều khóc. 2 lần đầu tiên tôi về, tôi đều vay tiền anh Gấu mua vé máy bay về dịp Giáng sinh, hẹn tháng sau trả. Về tôi không có một món quà gì đáng kể cho bố mẹ. Tôi nhìn thấy mẹ và bố đầu đã bạc trắng gần hết. Sau nghe lời một số người, trong đó có anh Gấu, tôi lại học lên nghiên cứu sinh. Làm nghiên cứu sinh thì được học bổng toàn phần,
lại được một phần tiền lương nhưng rất ít, chỉ đủ sống. Chỗ tôi ở và Việt Nam cách nhau 12 tiếng, tức là cứ 7 giờ sáng ở Việt Nam thì là 7 giờ tối ở chỗ tôi. Có hôm tôi nói chuyện với bố mẹ lúc 7 giờ tối hỏi thăm tình hình ở nhà, bố mẹ đều bảo yên tâm, đều vui vẻ. 5 tiếng sau, anh trai tôi gọi thông báo bố cần mổ cấp cứu vì bị xuất huyết não. Tôi nghĩ có thể đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với bố. Tôi lúc đó có tiền nhưng cũng không kịp về. May mắn mà bố tôi qua khỏi. Trong những năm làm nghiên cứu sinh, tôi gặp được một người bạn gái thân người miền Trung nhỏ nhắn, vui vẻ, nhân hậu. Tôi nhớ những lần chúng tôi đi chơi lúc 1 giờ sáng chẳng để làm gì, chỉ để mua một gói khoai tây McDonald's giá 1 đô la rồi ngồi ăn với nhau trong xe, rồi đùa nhau bảo ăn thế này thì béo chết. Nhưng làm nghiên cứu sinh không dễ. Tôi rơi vào nhiều đợt trầm cảm khác nhau. Thầy tôi chuyển trường, khi tôi chuyển theo thầy tới trường mới là kết thúc năm thứ 5 nghiên cứu sinh của tôi, và tôi không còn một chút hứng thú gì với con đường nghiên cứu mình đã chọn. Tôi không biết khi nào mình sẽ tốt nghiệp. Sau khi đến nơi ở mới được 2 tháng, tôi gọi điện đến cô bạn thân ở thành phố cũ. Tôi nói mình cảm thấy cô đơn quá ở nơi ở mới. Cô bạn thân nói cô ấy bận, xin lỗi cúp máy và không bao giờ bắt máy nữa. Tôi cũng hết nguồn tài trợ cho chương trình nghiên cứu sinh của mình. Một ngày chợt nắng và một ngày chợt mưa, nhưng cuộc sống với tôi lúc đó không có ban ngày và cũng không có ban đêm. Ban ngày và ban đêm đâu có khác nhau gì. Một hôm, vì ngủ cả ngày, tôi thức xem đội tuyển bóng đá Việt Nam đá trận chung kết trong căn phòng mình thuê. Đội tuyển Việt Nam đá dưới trời tuyết và thua ở phút cuối cùng trong loạt phút bù giờ. Tôi cũng đã ở dưới trời tuyết đó 9 năm trước. Tôi biết trời tuyết như thế nào vào cái đêm tôi trực ở thư viện. Và thế là tôi viết về một cô bé bán diêm trong trời tuyết. Thất bại này không phải là một nỗi xấu hổ. Trái lại, nó là niềm tự hào, là một câu chuyện cổ tích. Nếu bạn chưa từng trải qua cái lạnh dưới tuyết, bạn sẽ không bao giờ hiểu được sự khắc nghiệt của nó. Khi còn nhỏ, tôi đã đọc câu chuyện Cô bé bán diêm của Andersen và lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Đó là câu chuyện kể về một cô bé đi bán diêm và không có ai mua cho cô cả. Cô bé cố gắng đốt những cây diêm để sưởi ấm cho mình. Một câu chuyện cảm động cho tụi con gái. Nhưng tôi là một thằng con trai và tôi chẳng thấy si nhê gì. Tôi chẳng cảm thấy có một chút liên tưởng gì tới câu chuyện đó. Bởi vì lúc đó, thời điểm lạnh nhất tôi từng trải qua chỉ là 8 độ C. Khi vừa tròn 20 tuổi, tôi đã rời khỏi quê nhà và đi du học tại một trường ở miền Trung Tây nước Mỹ. Tuyết rơi ngay trong ngày đầu tiên tôi bước chân xuống máy bay. Tôi ngồi trong ký túc xá và nghĩ rằng tuyết là một thứ lạ lạ, thậm chí còn đẹp nữa. Một tháng sau khi tới Mỹ, tôi có một công việc làm thêm phải đi làm muộn vào buổi đêm. Tôi đi bộ về phòng mình vào lúc 2 giờ sáng, trên đầu có tuyết rơi, dưới chân mặt đất đang đóng băng. Và lúc đó câu chuyện cô bé bán diêm ngày nào bỗng nhiên trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Bạn phải trải qua tình cảnh ở dưới tuyết và băng trong đêm mà không có một mái nhà hoặc một cái chăn ấm thì bạn mới hiểu rằng mình chắc chắn sẽ chết chỉ trong một vài tiếng đồng hồ. Đôi chân của cô bé bán diêm hẳn là đã thâm tím từ đầu câu chuyện. Và cô bé bán diêm một lần nữa lại thay đổi trong tâm trí của tôi, từ một câu chuyện về việc cố gắng để sống trở thành một câu chuyện về cái chết. Bạn chọn chết theo cách nào? Cô bé kia chưa bao giờ cố gắng để làm ấm bản thân với những cây diêm nhỏ bé ấy cả. Cô ấy chỉ dùng những que diêm để thắp sáng lên những khoảnh khắc tuyệt vời mà ở đó cô bé thực sự được sống. Nếu bạn để ý thì Andersen đã không tập trung vào việc cô bé cảm thấy ấm hơn tí nào khi đốt những que diêm hay không, mà chỉ có những hình ảnh tưởng tượng và những niềm hạnh phúc nối tiếp nhau hiện ra. Một khi bạn đã biết về băng và tuyết, bạn hiểu rằng việc có tránh được cái định mệnh đương nhiên dành cho mình hay không chẳng quan trọng, mà quan trọng là cách bạn trân quý những ước mơ, những khoảnh khắc thực sự đáng sống như thế nào. Khi nhìn thấy những cầu thủ chơi bóng trong thời tiết khắc nghiệt đó, tôi đã biết rằng họ sẽ thua. Họ không biết cách để đối mặt với cái lạnh ấy. Họ sẽ nhanh chóng hụt hơi. Họ sẽ không thể xử lý bóng hay chuyền đi được. Tất cả những gì họ có khi ấy, như bình luận viên đã nói trên sóng, là những đôi giày mới. Họ không hề có cơ hội nào cả. Tôi chưa từng có cảm giác khó chịu đến vậy. Tôi cảm thấy mình buồn đến lạ kỳ. Nhưng những cú sút, những cơ hội liên tục được tạo ra và niềm hy vọng cũng vậy. Và rồi bàn thắng đã tới. Tôi đã nhận ra rằng dù những chàng trai ấy vẫn có rất nhiều khả năng bị thua, họ vẫn sẽ chơi một trận đấu thật đẹp. Họ vẫn tiếp tục chạy khi đã hụt hơi. Họ vẫn tiếp tục đá khi miệng đã chảy máu. Quả bóng bỗng chốc thật giống những que diêm nhỏ. Và trận đấu là màn đêm. Mỗi lần đội nhà sút, mỗi cơ hội được kiến tạo cũng giống như một que diêm nhỏ được thắp sáng trong đêm tối. Rồi cuối cùng chúng ta cũng thua, giống như cô bé bán diêm không thể sống sót được cho tới ngày hôm sau. Cuộc sống thật khắc nghiệt. Trong góc tường, một cô bé ngồi dựa vào tường với gò má hồng và một đôi môi mỉm cười. Cô đã chết cóng trong đêm cuối cùng của năm cũ. Mặt trời của năm mới chiếu rọi lên một hình ảnh đầy tiếc thương. Cô bé nhỏ ngồi đó, cứng đờ vì lạnh, tay cầm những que diêm mà trong đó có một nắm đã bị đốt gần hết. Chắc là cô bé muốn sưởi ấm. Những người qua đường tự hỏi, không ai có thể tưởng tượng được những hình ảnh đẹp đẽ mà cô đã nhìn thấy, về niềm hạnh phúc của cô khi được đi cùng bà ngoại sang thế giới bên kia, bước vào năm mới. Họ không hiểu, nếu cô bé đốt diêm để sưởi ấm, tại sao cô ấy không đốt hết những cây diêm mình có? Bạn thân mến,
Tôi hy vọng rằng bạn đã có thể tự tìm ra cho bản thân câu trả lời của những câu hỏi mà những người qua đường đã tự vấn. Và tương tự, hầu hết mọi người trên thế giới này đều biết rằng Việt Nam khi đó không thể giành được huy chương vàng. Họ tự hỏi tại sao đã cố được đến phút 119 thì không cố thêm nốt phút 120. Nhưng họ không nhìn thấy những thứ mà người Việt Nam chúng ta được thấy. Đó là hình ảnh của một ngôi làng đơn sơ, trong đó bạn gái, vợ, bố mẹ, họ hàng, ông bà, những người thân của các cầu thủ cùng ngồi kề bên nhau để cổ vũ cho họ. Cả đất nước khi ấy có chung một cảm xúc về dân tộc tính, về niềm tin, về sự đoàn kết. Chúng ta biết rõ điều đó. Những cầu thủ biết rõ điều đó. Đó là biểu hiện cao nhất của sự tử tế, của niềm tự hào và tin tưởng mà chúng ta, những người Việt Nam có thể có. Dẫu cho bạn ở đâu, bạn làm gì, bạn có bao nhiêu tiền, bạn có quan điểm chính trị ra sao. Những thứ chúng ta chứng kiến tại Việt Nam khi ấy xứng đáng là một câu chuyện đáng được kể từ thế hệ này tới thế hệ khác. Tôi chắc rằng những cầu thủ sẽ nhớ mãi trải nghiệm tuyết trắng để sau này kể lại cho con cháu họ với một niềm tự hào trong tim. Điều đó khiến tôi thực sự cảm thấy tự hào khi là một người Việt Nam, với tư cách là một dân tộc. Chúng ta thực sự không có quá nhiều thứ để tự hào. Chúng ta có rất nhiều câu chuyện buồn trong quá khứ về việc thất bại. Nhưng không phải là câu chuyện này. Thất bại này là một điều gì đó đáng để hân hoan. Chúng ta không cần phải thắng để có thể tự hào về chính mình. Và cá nhân tôi cho rằng không phải mọi chiến thắng đều đáng tự hào. Có những chiến thắng là một nỗi xấu hổ. Chúng ta đã cho cả thế giới thấy rằng chúng ta là một dân tộc thực sự đoàn kết và là một trong những dân tộc đoàn kết nhất. Chúng ta có thể chơi sòng phẳng với bất kỳ đội nào và chúng ta có thể giành chiến thắng. Nếu tất cả người Việt Nam bé nhỏ đều có một tinh thần lạc quan, một tâm thế thẳng thắn hiên ngang như vậy trong tim, tôi tin chắc rằng đất nước này sẽ sớm vươn lên mạnh mẽ. Tôi hy vọng rằng bạn cũng nhìn thấy điều này giống tôi và hiểu rằng kết quả cuối cùng không thực sự là điều quan trọng nhất. Quan trọng là chúng ta đã đi đến đích như thế nào. Tôi đã chờ đợi 30 năm để chứng kiến tuyển nhà giành huy chương vàng. Điều đó đã không xảy ra, nhưng không sao cả. Tôi có thể đợi và tôi nhìn thấy vẻ đẹp của những niềm tin được nuôi dưỡng, niềm tin được công nhận như là quốc gia thực sự vững mạnh. Lần này chúng ta đã có một tập thể tuyệt vời, có chiều cao, có thể lực, có chiến thuật. Chúng ta chỉ quên mang theo chăn để đối đầu với tuyết trắng. Nhưng lần sau, chúng ta nhất định sẽ mang theo chăn và nhất định sẽ vượt qua màn đêm đen một cách đầy mạnh mẽ. Chúng ta sẽ làm được điều đó, sớm thôi. Tôi có niềm tin và tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ có cơ hội được đi trong tuyết trắng giống như những cầu thủ của chúng ta để tạo nên câu chuyện cổ tích của đời bạn. Tôi tin rằng nếu bạn biết cách dùng những que diêm để thắp lên những ý tưởng, thì dù bạn có đang sống trong màn đêm cuộc đời lạnh lẽo u tối đến nhường nào, bạn cũng sẽ có khả năng kể lại những câu chuyện thật đẹp. Bạn thân mến, tôi đang trải qua chính những đêm dài tối lạnh của cuộc đời mình, nhưng tôi vẫn đang viết nên những chương tuyệt đẹp của cuộc đời tôi. Đó là que diêm cuối cùng của cô bé bán diêm. Tôi viết không để cho ai đọc mà viết cho mình. Sau đó không ngờ có người nào đó dịch lại đăng lên Facebook và bài dịch này được khoảng 10.000 lượt thích và chia sẻ. Tôi không còn liên kết cho bài dịch này nữa, nhưng tôi biết chắc chắn nó vẫn đâu đó trên mạng. Tôi không ngờ khi vào lúc mình tuyệt vọng nhất, đột nhiên có 10.000 người khác chia sẻ với mình. Đó là cây cầu tôi cần để bước chân qua dòng sông hung dữ. Và thế là tôi tiếp tục sáng tạo, viết lách cho đến ngày hôm nay. Hôm nay trời mưa, tôi viết bài này để tặng mình và tặng các bạn đang có ý định du học hay những người bạn trong nước chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đi du học. Tôi nghĩ rằng ngoài những cái được, khi đi du học, bạn sẽ mất rất nhiều. Nhưng tôi rất mong bạn không bỏ cuộc một khi bạn đã bước tới. Nếu bạn nghĩ một ngày mưa nhiều làm dòng nước chảy dữ, tôi mong bạn có gia đình và những người bạn bè thân ái hoặc những người vô danh trên mạng sẽ làm cây cầu trải mình qua dòng sông chảy xiết cho bạn bước chân qua. Tôi mong bạn cũng may mắn như tôi. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy mua sách Du học ký vạn dặm có chi do Spyroom phát hành hoặc đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.